13.000. 13.000 một tiếng. 13.000 một tiếng. Thử thách xin việc khắp các trường đại học ở Hàn Quốc tập 2. Ngày hôm nay thì sau khi mà Thành quyết định tìm hiểu địch biết ta, trăm trận trăm thắng, lọc được một số quán rồi, quyết định trước khi đi phỏng vấn quán nhưng mà phải nghiên cứu về trình độ tiếng Hàn của Quỳnh và xem hoạt bát mọi thứ như thế nào, tinh thần nó có năng nổ, nó có lì hay không, thì để xem là trình độ tiếng Hàn test trước khi đi phỏng vấn. 안녕하세요. 제 이름은 코인입니다. 저는 호산입니다. 진우. Nhận xét một chút về trình độ tiếng rất là kém các bạn ạ. Vậy cho nên là lý do các bạn mới sang Hàn thường hay kêu thất nghiệp: một là nhút nhát, hai là không nghiêm túc, ba là trình độ tiếng kém. Vậy cho nên là bây giờ khả năng là nhờ vào may mắn cũng như là cái sự bảo hộ của người đi xin việc kèm là cái sự nghiêm túc khi đến xin việc, chào hỏi làm sao để cho người ta có thể nhận được. Đi. Đang trong cái quá trình mà đợi các bạn vào phỏng vấn với chủ ở quán gà thì Thành có một cái kinh nghiệm nhỏ cho các bạn như thế này nữa. Đấy chính là các bạn xin việc lưu ý là cố gắng di chuyển một chút, đừng có mà chỉ xin việc xung quanh cái khu vực ký túc xá hay thậm chí là khu vực các bạn ở, bởi vì cái khu vực các bạn ở chưa chắc đã có nhiều việc làm. Phỏng vấn là bên trong các bạn, chủ các thứ không biết có nhận người hay không. Chuyện mà lâu như thế này thì có vẻ ok. Đi ra đấy các bạn. Có việc luôn. Không phải quản lý chứ mà quản khác. Buổi chiều thứ 2 giờ đến 7 giờ. Tiếng mấy nghìn? 13.000. 13.000 một tiếng. 13.000 một tiếng. Nhưng mà phải phải lăng mấy hồn lắm, phải việc tiếng. Phải chu môn các thứ được. Thế thì Quỳnh thì thôi Quỳnh ạ, không phải người ta đuổi. Chị nào cũng nói là Quỳnh làm được. Nhưng mà có muốn thử không? Thử chứ, mấy cô thử hết chứ. Ở tính này nó gọi lại chị luôn. Chị điện thoại không? Lấy rồi, có anh lấy này. Lấy rồi. Cập nhật các bạn một chút là quán đầu tiên trong 5 quán mà Thành sẽ đi được việc luôn các bạn ạ. Nhưng mà người ta sẽ bảo là cần tiếng tốt một chút hơn nữa, nhưng mà nhận việc luôn, nghĩa là cho phép thử. Thế thì khả năng là auto đậu rồi, đi quán khác. Thực tế thì xin việc ở Seoul nói thật các bạn là rất là dễ, không quá khó. Chỉ khó một cái là cái chi phí sinh hoạt phí và chi phí ăn uống ở các thứ nó tốn kém thôi. Còn việc làm ở thủ đô Seoul thì không cần phải lo lắng nhiều rồi. Và tất nhiên là cái học phí mọi thứ nó sẽ cao. Thành nhận thấy là ở Seoul ngoài nhiều việc ra thì cái mức thu nhập nó cao hơn hẳn các bạn ạ. Xin việc cho học sinh ở khu vực khác thì chỉ có 10 đến 11.000 một tiếng theo lương các bạn. Nhưng mà cái chỗ mà mình sắp đưa Quỳnh đi xin việc đây á, là toàn 12.000, 14.000 một tiếng. Không biết là có chút may mắn nào hay không, nhưng mà hy vọng tập đầu tiên không có gì thay đổi, khả năng là phải ổn. Tất nhiên là chúng tôi sẽ quay cái kết quả lại cho anh em xem. À, làm bếp mọi người cũng thấy chân mình nhá.